Thở ra thật chậm, thật êm, từ từ hóp sâu và hóp sâu bụng lại. Tiếp tục chậm chậm hít, hít sâu vào. Từ từ nhẹ nhàng thở, thở, hóp sâu bụng lại. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận bụng của chúng ta căng tròn lên tối đa. Lồng ngực mở rộng tối đa. Thở ra thật chậm, thật êm, thở đến đâu, rút sâu rốn vào bên trong đến đó. Thêm một lần nữa, chậm chậm hít. Hãy hít thật sâu vào. Từ từ nhẹ nhàng thở, thở, hóp sâu bụng lại. Đưa hai tay chắp trước ngực, cùng nhau ngân tiếng ôm một lần. Hít sâu vào. Xoạt tay. Hãy xoa nhanh, mạnh, nóng, ấm hai lòng bàn tay. Sau đó áp tay lên mắt của chúng ta để thư giãn và massage cho mắt. Rồi nhẹ nhàng từ từ sau đó buông tay xuống, mở mắt nhìn tay. Đan các ngón tay lại với nhau luôn, hãy hít một hơi thật sâu. Vươn cao lưng lên, thẳng tay nhìn lên. Hai tay xuống, thả lỏng vai, thả lỏng đầu cổ, nhìn xuống, thở ra. Nhìn trước, xoay khớp vai. Đẩy ngực kéo cằm xa cổ, hít vào. Thở cuộn vai, trượt tay xuống dưới mặt đầu gối, hóp bụng lại, thở ra. Dang tay sang ngang, ép vai, mở ngực, hít sâu và nhìn lên. Đan tay trước ngực, cuộn rốn sâu vào bên trong, hóp bụng lại, thở hết. Đưa thẳng bàn tay đan qua đỉnh đầu, mở ngực, nâng cằm, nhìn lên. Rồi hai tay xuống, thả lỏng vai, thả lỏng đầu cổ, nhìn xuống. Nhìn trước, xoay vai, mở ngực, nâng cằm, nhìn lên. Thở cuộn vai, hóp bụng lại, kéo rốn sâu vào bên trong, hóp bụng lại, thở hết. Dang tay sang ngang, ép vai, mở ngực, nâng cằm, nhìn lên. Đan tay trước ngực, cuộn rốn sâu vào bên trong, hóp bụng lại, thở hết. Đưa thẳng tay đan qua đỉnh đầu, mở ngực, mở vai, cằm lên, hít vào. Hai tay xuống, thả lỏng vai, thả lỏng cổ, nhìn xuống. Nhìn trước, rút vai lên cao, hít sâu vào. Thở, thả lỏng mạnh, bắt đầu hít. Thở, hít, 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 thở và hít, thở. Mọi người massage đầu gối, xoay vòng quanh khớp vai. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Xoay ngược lại. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta đặt tay trên đùi, tiếp tục hít sâu vào. Nghiêng mình sang trái, xoay mình về chính giữa thang. Xoay mình sang phải, một vòng tròn với cột sống lưng của mình. 1, hãy cảm nhận sự di động của cột sống lưng vùng thân dưới. 2, 3, 4, 5 và 6. Trở về chính giữa. Bây giờ chúng ta đổi bên, sang phải, xoay người sang phải. Về trước, sang trái là sau. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta thả lỏng, vòng tay sau mông, chồng ngón tay, hướng ngón tay về mông. Xoay vai, đẩy ngực úp tay xuống thảm, nhấc mông lên. Quỳ đầu gối chân xuống, nhấc mông lên, đẩy ngực lên, cằm lên, giữ tư thế ở đây. 6, đẩy mông lên cao. 7, đẩy ngực lên cao. 8, hít thở sâu đều. 9, mông từ từ ngồi xuống thảm. 10, thở ra. Rồi vươn hai cánh tay cao lên trời, thẳng tay nhìn trước. Úp hai tay chống xuống thảm, nhấc mông lên.
trở về tư thế chó mặt cúi đầu, nhìn xuống hai chân, đẩy vai thấp xuống, giữ tư thế tiếp tục ở đây. Một, hít sâu vào. Hai, thoát bụng lại, nhẹ nhàng thở ra. Ba, hít sâu. Bốn, thở ra. Năm, hít sâu. Sáu, chậm chậm thở ra. Mọi người nhìn về hướng hai bàn tay. Đi bộ hoặc bật nhảy hai chân về hướng hai bàn tay, hít vào. Hai tay nắm chặt cổ chân của mình, trụng hai chân lại với nhau, gập sát từ từ tối đa theo khả năng. Vươn hai tay cao lên trời, đan tay lại, lộn ngược lòng bàn tay qua đỉnh đầu, hít sâu và thẳng tay. Nghiêng mình sang phía bên phải, hãy cảm nhận được sự kéo giãn cơ liên sườn bên trái. Trở về ban đầu, hít vào. Đổi bên nghiêng trái, chậm chậm thở ra. Vòng hai lặp lại, hít vào. Nghiêng phải, thở hết. Thêm một lần nữa, hít sâu. Nghiêng trái, thở ra. Một vòng cuối, hít vào. Nghiêng phải, thở ra, giữ tư thế của chúng ta ở đây. Một, hít sâu vào. Hai, hãy nghiêng mình sang phải và cảm nhận sự kéo giãn lườn trái. Ba, cứ như thế chúng ta nghiêng. Bốn, thở đều. Năm, buông tay phải xuống. Đúng rồi, vươn thẳng tay trái. Đúng rồi, hít vào. Buông mềm, tiếp tục vai nữa và chúng ta tiếp tục giữ ở đây. Một, nghiêng tiếp. Hai, buông mềm, thả lỏng vai. Ba, thở đều. Bốn và năm, nâng tay phải lên đan cùng tay trái, thẳng tay hít vào. Nghiêng trái, từ từ thở ra, hãy cảm nhận cơ liên sườn bên phải, giữ ở đây. Một, kéo căng nữa. Hai, đứng vững trên đôi chân của mình nha. Ba, hít thở đều. Bốn và năm, thả tay trái xuống, đúng rồi. Hít một hơi thật sâu nào. Nghiêng tiếp sang trái nhiều hơn, buông thả và thả lỏng cho vai. Sáu, hít sâu vào. Năm, buông mềm cho vai trái, trong đó thở ra. Bốn, cứ như chủ tế điều hòa nhịp thở. Ba, hai và một. Rồi cả hai tay lên cao mọi người. Hướng lòng bàn tay về nhau, hít vào. Vòng hai tay sau hông của chúng ta, tay chống về lưng của chúng ta. Cô xin lỗi, tay chống về hông của mình ở đây. Rồi hai chân của mình cân bằng ổn định. Trụ chân trái, kiện gót chân phải lên. Rồi nâng chân phải lên, hít vào. Rồi đạp thẳng chân phải về trước, thở ra. Nâng chân phải lên, duỗi mũi chân, hít vào. Đạp thẳng về phía trước, thở. Tiếp tục vòng cuối, chân phải lên, hít vào. Đạp về phía trước, thở. Tiếp tục chân phải lên, giữ. Đúng rồi, hai tay về phía trước ngực, thẳng tay. Làm được thẳng chân phải về trước, co bàn chân lên giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Chân phải xuống, tay chống về hông của mình. Mọi người đổi bên, trụ chân phải, kiễng gót chân trái lên. Rồi, nâng chân trái lên, duỗi mũi chân, đùi về bụng của mình nhiều. Đạp về phía trước, đúng rồi, thở ra. Lên trở ngược lại vòng 2, hít. Thở, đạp về trước, thở. Vòng 3, lên, hít. Đạp trước, thở. Vòng cuối, lên, hít. Giữ, lên nữa, đưa thẳng tay về trước. Cảm nhận sự thăng bằng của chân phải. Ai làm được, đạp thẳng chân tiếp. 1, gót chân đẩy căng về trước. 2, cảm thấy mỏi một chút không sao. 3, 4, rồi 5, rồi hai tay chống hông của mình. Tách mở rộng hai chân bằng hông của mình nhé mọi người. Được chưa, hai chân bằng hông thôi. Rồi chúng ta úp tay trên mặt lưng của mình ở đây, ra phía sau mông. Xoay vai, đẩy ngực hít vào. Nâng ngực, nâng cằm, thở ra nhìn lên ra phía sau. Tiếp tục nhìn trước, vươn tay cao lên trời, thẳng tay. Đẩy mông ra sau, gập thân mình về trước, tay ra phía sau mông, thân mình song song về sàn. Thóp bụng lại khi mình thở ra. Tiếp tục vươn tay cao lên trời, rồi thẳng tay này, mở ngực, mở vai, nâng cằm nhìn lên. Thở, mông ra sau, tay ra sau, đổ thân mình về trước, chân thẳng, thân mình song song về sàn. Tiếp tục vòng cuối, hai tay lên cao, mở ngực, mở vai, trụ vững đôi chân của mình. Thở, tay ra sau, rồi mông ra sau, thóp bụng lại, giữ sự ổn định của mình ở đây. Vai, hông trên một đường thẳng. Đỉnh đầu của chúng ta cũng với vai của chúng ta trên một đường thẳng, giữ ở đây. Làm được, vươn tay qua đỉnh đầu, cánh tay song song. Mọi người nhớ cho em là dướn và ưỡn cái ngực về trước để lưng của chúng ta không bị gù.
Một, duy trì giữ. Hai, thắt bụng lại. Ba, cố gắng giữ. Bốn, úp bàn tay chống xuống sàn, gập hai đầu gối lại. Bật nhảy hai chân về cuối thảm tấm ván. Từ tấm ván quỳ hai đầu gối xuống sàn, ngực xuống, cằm xuống, chuyển động 8 điểm thở ra. Chống tay nằm sấp, trườn người lên, xoay vai, chó ngửa mặt, mở vai, cằm lên. Chó úp mặt cúi đầu, chống bàn chân, nâng mông lên cao, ấn bàn chân xuống, nhẹ nhàng thở ra. Từ đây mọi người nên nâng chân phải lên cao cho em, hít vào. Gập gối chân phải chạm vào cánh tay phải, chồm vai về trước lần thứ nhất. Lần hai, đá chân phải lên cao, hít vào. Gập gối chân phải chạm vào cánh tay phải, thở ra. Lần cuối, đá phải lên cao, hít vào. Thở, gập gối chân phải về cánh tay phải, thóp bụng lại. Kết thúc, đá phải lên cao, hít vào. Bước phải về trước, đặt bên cạnh ngón cái của bàn tay phải. Được rồi. Chiến binh 1, hai tay cao lên trời lên tảng, cánh tay song song về nhau. Giữ ở đây để điều chỉnh cho em này. Hướng các đầu ngón chân thẳng về thảm. Xoay gót chân trái vuông góc. Hai cánh tay hai vai mềm. Sau đó giữ ổn định, hít sâu. Ngả lưng từ từ thở ra theo biên độ, theo khả năng của mình. Kéo bụng lên và kéo ngực lên. Kiểm soát từ đầu gối chân trước đến chân sau của chúng ta nhé. Không tạo áp lực lên khớp gối chân trước. Một, bụng càng ra xa đùi bao nhiêu thì khớp gối chân trước càng được giải tỏa bấy nhiêu. Hai, duy trì giữ. Ba, hít thở đều. Bốn, năm và sáu. Nhìn trước, giang tay của mình sang ngang, nâng hông của mình lên, thư giãn khớp gối cho em nhé mọi người. Rồi thở này, gập nhẹ gối chân trái, chân phải, xoay bàn chân trái sang ngang. Hai tay sang ngang về chiến binh hai, nhìn về tay phải của mình, giữ thăng bằng ổn định. Đúng rồi. Một, khi chúng ta giữ tư thế, chúng ta cũng điều chỉnh tư thế nhé mọi người. Bàn chân trái của mình song song về cuối thảm. Hai, thân mình không đổ về phía chân phải. Nâng cái hông phải lên, nếu như hai hông của chúng ta chưa cân bằng, chúng ta chỉ cần nâng cái hông phải lên một chút thôi là khớp gối của chúng ta được đảm bảo. Hai, duy trì giữ tiếp, đừng lao người về trước nha. Chị Nhung nâng mông phải lên một chút là đẹp. Đúng rồi, mông phải, đúng rồi. Ba, duy trì giữ, nhìn thẳng vào tay phải của mình. Bốn, thở đều. Năm và sáu, mọi người nhìn về hướng trước ngực của mình, hai tay ca lên trời, thẳng chân phải, hít sâu vào. Thở, gập gối chân phải, nghiêng mình về hướng chân phải, thẳng hai tay, hướng cằm về nách trái của mình và giữ tiếp ở đây. Một, ai cảm thấy thoải mái kiễng gót chân phải lên. Hai, đúng rồi, cảm thấy thoải mái kiễng gót chân phải lên, đúng rồi. Ba, hít thở đều. Bốn, năm, úp hai bàn tay chống xuống thảm luôn. Sáu, thở ra, kiễng gót chân trái, đá chân phải cao lên trần nhà. Đá chân phải cao lên trần nhà, hít vào, ấn bàn chân trái xuống sàn. Bước chân phải về trước, đặt bên cạnh ngón út của bàn tay phải. Đúng rồi, luồn tay phải xuống dưới đùi phải. Hai tay ra ngoài thảm. Đúng rồi, tiếp tục chống các ngón tay xuống thảm. Gập khuỷu tay, hạ thấp thân mình xuống một chút. Lùi chân trái xuống nhiều để chúng ta hạ thấp được thân mình. Làm được, giang hai tay của mình sang ngang. Đúng rồi, tay ra khỏi sàn. Tay kết ấn, đúng rồi, giữ thăng bằng của mình ở đây nhá. Siết bụng lại, giữ thăng bằng. Một, duy trì giữ. Hai, duy trì giữ. Ba, hít thở đều. Bốn, hai tay chống xuống. Năm, thở ra. Bây giờ chúng ta hạ cánh tay trái của chúng ta xuống thảm. Đúng rồi, luồn tay phải xuống dưới đùi. Tay phải chống xuống thảm, sau bàn chân phải vuông góc với lại cú trỏ tay. Tiến chân phải về trước thì lùi chân trái tiếp tục ra sau nữa. Làm được, thẳng chân và gác chân phải lên cánh tay phải, duỗi mũi chân, giữ thăng bằng thể lực ở đây. Đúng rồi. Một, duỗi mũi chân. Hai, duỗi mũi chân phải, kiễng vuông gót chân trái lên, chồm vai về trước. Ba, chồm vai về trước nha mọi người. Bốn, thở đều. Năm, rồi chân phải úp bàn chân xuống, chống tay phải, chống tay trái về đầu thảm. Được chưa ạ? Rút chân phải ra sau cùng chân trái. Mọi người về tấm ván, đổ vai về tấm ván này. Từ tấm ván mọi người nghiêng trái, tấm ván nghiêng trái. Chống tay trái, giơ tay phải lên cao. Thẳng tay phải lên cao, nâng cái hông của mình lên cao. Nâng hông lên cao. Nhìn về bàn tay phải, siết bụng lại, giữ. Một, duy trì giữ, mông lên nữa. Hai, đẩy mông lên nhiều. Ba, hông lên cao. Bốn, lòng bàn tay trái ấn thẳng xuống thảm. Năm, rồi tay phải xuống. Sáu, thở ra. Hít vào, chồm vai về trước mọi người, về tấm ván cho cô.
Từ tấm ván quỳ đầu gối xuống sàn, ngực xuống, cằm xuống 8 điểm nhịp nhàng thở ra. Nằm sấp chổng tay trườn người lên, xoay vai chó ngửa mặt mở vai cằm lên. Chó mặt cúi đầu đẩy mông lên cao, đầu thấp xuống, đẩy vai thấp xuống, nhấn gót chân xuống, thở ra ở đây. Tiếp tục từ đây đá chân trái lên cao, hít vào. Gập gối chân trái chạm vào cánh tay trái, chồm vai về trước, thở ra. Tiếp tục đá trái lên cao ra sau lần 2, hít vào. Gập gối chân trái chồm vai về trước, thở ra. Lần 3 tiếp tục đá trái lên cao, hít vào. Thở gập gối chân trái chạm vào vai trái, thở hết. Kết thúc đá trái lên cao, hít vào. Bước chân trái về trước đặt bên cạnh ngón cái của tay. Lùi chân phải xuống cuối thảm mọi người. Bắt đầu nền tảng, hai tay cao lên trời. Chiến binh 1, tay vai thẳng hàng cánh tay luôn cố định ở thẳng về tai của mình, hít sâu nào. Trùng nhẹ khớp gối một chút, xoay này chúng ta đừng lệch hông, xoay. Kiễng vuông gót chân phải lên, bắt đầu giữ này. Hít sâu vào, ngả lưng từ từ thở ra, buông mềm vai. Đúng rồi, buông mềm cánh tay, chân chắc, bụng siết, ngực mở giữ. Một, duy trì giữ. Hai, duy trì giữ. Ba, đẩy ngực lên cao nữa, để đây cô. Bốn, ở đây. Năm và sáu, giang tay sang ngang, thẳng cả hai chân. Thẳng cả hai chân, thẳng chân trái, thẳng chân phải, hít vào. Gập nhẹ gối chân trái, xoay bàn chân phải song song về cuối thảm. Giang tay sang ngang tiếp, nhìn về tay trái, chiến binh 2. Đúng rồi. Chúng ta điều chỉnh từ ngón chân trước của bàn chân trước thẳng về đầu thảm. Gập nhẹ một chút nữa. Đúng rồi. Hai hông cân bằng và hai vai cân bằng. Một, nhìn về tay trái của mình. Hai, cân bằng hông của chúng ta. Ba này, kéo rốn lên. Bốn, kéo ngực và vai lên ở đây. Năm và sáu, rồi nhả khớp gối chân của mình này, hít sâu vào, rồi vươn hai tay của mình lên cao, thẳng tay. Tiếp tục gập gối chân của mình, nghiêng mình sang phía bên trái, kiễng gót chân trái của mình lên. Đúng rồi, nếu làm được kiễng gót chân lên, không làm được bàn chân xuống giữ. Một, duy trì giữ tiếp. Hai, kiễng cao vuông lên. Ba, kiễng lên nữa, siết bụng lại. Bốn, nằm, úp hai bàn tay chống xuống sàn. Sáu, thở ra. Kiễng gót chân phải, đá chân trái cao lên trần nhà, ấn bàn chân phải xuống thảm. Hãy hít sâu và đẩy vai xuống, đẩy vai trái xuống, đẩy nách trái xuống. Bước chân trái đặt bên ngoài ngón út của bàn tay trái. Đúng rồi, lùi chân phải xuống thảm tối đa. Luồn tay trái xuống dưới đầu gối chân, dưới đùi, hạ thấp vai xuống. Giang hai tay sang ngang ra ngoài thảm. Đúng rồi, làm được tay ra khỏi thảm, tay kết ấn. Đúng rồi, bay nhé, giống như chúng ta bay. Kiễng vuông chân phải của mình lên. Đúng rồi, giữ. Một, cố gắng giữ thăng bằng. Hai, tiến càng chân trái về trước bao nhiêu thì chúng ta càng dễ hạ thân mình bấy nhiêu. Ba, cố gắng giữ. Bốn, rồi hai tay chống xuống. Năm, chúng ta hạ cánh tay phải xuống cho cô đi. Đúng rồi, luồn tay trái của mình ra sau, ra xa nữa đi, ra xa nữa. Gác chân trái lên vai trái, lên cánh tay trái. Từ từ tiến chân trái về trước. Đúng rồi, chồm vai về trước, giữ thăng bằng. Giữ thăng bằng, đổ vai về trước. Lùi chân phải ra sau nữa đi mọi người. Một, siết 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 siết. Đúng rồi, siết chân trái. Hai, duy trì giữ, kiễng vuông gót lên nữa. Vi. Ba, đúng rồi. Bốn và năm, chống hai bàn tay xuống thảm luôn đi. Bước chân trái ra sau cùng chân phải mọi người về tấm ván này. Tấm ván, từ tấm ván nghiêng phải đi mọi người. Nghiêng phải, xoay hai gót chân, chống bàn tay phải. Giơ tay trái cao lên trần nhà. Đúng rồi, nhìn về tay trái của mình. Thẳng, hướng thẳng lòng bàn tay phải xuống mặt thảm. Hướng cằm thẳng lên ngón cái của bàn tay trái của mình. Giữ ở đây. Một, đẩy hông, phần hông của mình lên cao. Đẩy phần hông lên cao. Hai, hít thở đều. Ba, bốn và năm. Tay trái úp xuống, trở về ban đầu, chồm vai về trước tấm ván. Từ tấm ván hạ đầu gối xuống sàn, ngực xuống, cằm xuống 8 điểm nhịp nhàng thở ra. Chống tay nằm sấp, trườn người lên, xoay vai chó ngửa mặt thẳng tay cằm lên. Gập gối, mông ngồi về gót chân của chúng ta, nhẹ nhàng thở ra. Hai tay đặt trên đùi của mình, nhìn về phía trước. Gập gối, mông ngồi về gót chân. Rồi mọi người nhìn về phía trước cho em nhé. Giang tay sang ngang, ép vai mở ngực nhìn lên. Đan tay trước ngực cuộn rốn sâu vào bên trong, hấp bụng lại thở hết. Hai lần nữa thôi, giang tay sang ngang, ép vai mở ngực cằm lên. Đan tay trước ngực cuộn rốn sâu vào bên trong, hấp bụng lại thở hết. Lần cuối, giang tay sang ngang, ép vai, hít vào.
Đan tay trước ngực cuộn rốn sâu vào bên trong, từ từ thở ra. Đưa thẳng tay đan qua đỉnh đầu, mở ngực nâng cằm nhìn lên. Hai tay sau mông của chúng ta đan tay lại, từ từ thở hết. Xoay vai, đẩy ngực kéo tay la xa mông. Ép vai, cằm lên nhìn lên. Thở tay vai thả lỏng, cằm từ từ xuôi xuống, thở ra. Lần hai xoay cuộn khớp vai, kéo tay la xa mông, ép vai cằm lên. Thở, xoay vai thả lỏng, cằm xuôi xuống, thở ra. Lần cuối, xoay vai, ép vai la sau, mở ngực cằm lên. Thở, tay vai thả lỏng, cằm xuôi xuống, thở hết. Mọi người nhìn trước, giang tay của mình sang ngang hết vào. Nghiêng mình sang phải, úp tay phải xuống luôn. Trùng khỉu tay phải, vươn thẳng tay trái qua đỉnh đầu. Cảm nhận cơ liên sườn bên trái của mình được kéo giãn sâu vào mọi giữa đây. Một, hít sâu. Hai, nghiêng nữa, úp bàn tay phải, trùng khỉu tay phải, cảm nhận cơ liên sườn bên trái. Ba, hít sâu. Bốn, tiếp tục thở nghiêng và nghiêng nữa. Chúng ta tiến tay phải la xa mông một chút này. Bắt đầu từ từ nhấc hai mông ra khỏi hai gót chân. Từ từ lại nâng chân phải của mình, nâng chân trái lên, là đầu gối chân trái hướng lên trần nhà. Tay trái nắm đầu gối chân trái, kéo hông trái sát về ngực của mẹ, sát về lườn của mình. Ai làm được tay trái với bàn chân trái. Kéo thẳng chân trái lên trần nhà nhé mọi người, kéo thẳng chân trái lên trần nhà nhìn lên. Một, đẩy hông về phía trước, siết bụng lại. Hai, đúng rồi, giữ. Ba, thở đều. Bốn, rồi mông ngồi xuống thảm, rồi chân trái của mình xuống, thở ra. Mọi người đổi bên, giang tay của mình sang ngang, hít vào. Nghiêng trái, úp tay trái xuống sàn. Trùng khỉu tay trái, vươn thẳng cánh tay phải. Trùng khỉu tay trái, mông phải nhấn xuống gót chân phải. Giữ ở đây, hít thở đều. Một, hít sâu vào. Hai, nhược giữ nguyên bụng. Thở, từ từ thở ra đau khớp gối. Ba, cố gắng thẳng tay phải. Bốn, đẩy ngực về trước nữa. Năm, trùng khỉu tay trái, nhớ là đẩy ngực về trước nhiều mọi người. Sáu, thẳng tay. Bảy, tám, giữ nguyên tay trái la xa hông một chút nữa. Đúng rồi, tiến la xa. Bắt đầu từ từ mọi người nhấc mông lên. Đúng rồi, nhấc mông lên là nâng chân phải lên, xoay đầu gối chân phải hướng lên trần nhà. Tay phải bắt đầu gối chân hoặc bắt bàn chân. Kéo thẳng bàn chân lên cao. Khó thì bắt ngón cái chân. Dễ rồi thì chúng ta bắt về phía bàn chân cho cô. Đúng rồi, đẩy hông lên nữa đi mọi người. Một, tiếp tục đẩy hông lên nữa, đẩy mông về phía trước. Hai, đẩy mông về phía trước nhiều. Ba, siết bụng lại. Bốn, năm, rồi mông ngồi xuống. Sáu, thở ra, được chưa? Rồi vươn hai tay lên cao mọi người. Đan tay lại, cuộn đỉnh mông xuống. Bụng lên, ngực lên, nâng cằm lên. Thở nhìn trước, chống tay úp bàn tay chống xuống sàn. Trườn người về trước, chó ngửa mặt, mở vai, dướn ngực, chống tay nâng cằm lên nhìn lên. Chống bàn chân để nâng mông lên cao, chó úp mặt cúi đầu. Nhìn xuống hai chân, mọi người đẩy vai thấp xuống, nhìn xuống hai chân và mọi người giữ ở đây nhé. Một là nhịp thở, hít sâu vào. Hai, chậm chậm thở, đẩy vai xuống và làm sao cảm thấy hai lòng bàn chân, gót chân của chúng ta được bám chặt xuống sàn. Ba, hít sâu. Bốn, thở nhấn gót chân, đẩy vai xuống, thở ra. Năm, hít sâu. Sáu, đẩy vai, đẩy gót chân xuống, từ từ thở ra. Từ đây mọi người nâng chân phải lên cao, hít vào. Bước chân phải về trước, tiếp tục đặt bên cạnh ngón cái của bàn tay phải. Sau đó chiến binh một, vươn hai tay cao lên trời. Thẳng tay. Tiếp tục bước chân trái về trước, nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, xoay đầu gối chân trái ra ngoài, mọi người xoay. Tay trái nắm về gót chân trái. Đúng rồi, duỗi mũi chân, nâng chân trái lên cao. Giang tay phải của mình sang ngang, giữ thăng bằng. Siết bụng lại, ưỡn ngực về trước, giữ nền tảng thăng bằng ở đây đã. Siết thẳng mũi chân trái. Đúng rồi, giữ ổn định. Một, kéo lên nữa, tiếp tục ổn định, ngửa tay này. Hai, cái tay bám chân nên là ngửa tay. Ba, duy trì giữ. Bốn và năm. Mọi người gập chân trái trở ngược lại cho cô, đưa về phía trước bụng của mình này. Vươn tay cao lên trời. Hít vào. Bước chân trái về cuối thảm. Được chưa? Được chưa? Vươn lưng về trước 45 độ. Tiếp tục siết bụng lại giữ. Một, duy trì giữ. Hai, ba,
4. Chống hai tay xuống sàn 5. Đá chân phải lặp lại một lần nữa lên trên cao. Đá chân phải một lần nữa lặp lại trên trên cao. Bước chân phải về trước, trở ngược lại giữa hai bàn tay. Đúng rồi. Giang hai tay sang ngang, đổ thân mình về trước. Đúng rồi. Bắt đầu hít vào, nhấc chân trái lên chiến binh 3. Đúng rồi. Vươn lưng về trước. Đúng rồi. Dướn ngực, chân trái siết chân, duỗi mũi chân. Đúng rồi. 1. Duỗi mũi chân ra sau. 2. Siết bụng lại. 3. Ưỡn ngực về trước nhiều mọi người. 4. Ưỡn ngực về trước. 5. Chống hai tay xuống sàn, vẫn thăng bằng trên chân phải. Hít sâu vào. Gập thân mình sát về chân phải bằng cách đi bộ hai tay xuống. Đồn tay mở rộng ra ngoài thảm cho nó dễ. Đúng rồi. Ai làm được tay phải cầm cổ chân phải, gập sát thân mình về chân phải. Siết chân trái cao lên trần nhà, duỗi mũi chân lên trần nhà. Đúng rồi, giữ. 1. Duỗi mũi chân cao lên trần nhà, siết đùi. 2. Siết tiếp. 3. 4. Và 5. Hạ chân trái xuống song song với bàn chân phải, mở rộng bằng hông của mình thôi. Hai chân cách nhau bằng một bàn chân. Gập nhẹ gối, đẩy mông ra sau. Vươn cảnh tay cao qua đầu về tư thế trước ghế, hít vào. Sau khi hít vào, giữ tư thế ở đây, thở ra. Chuyển toàn bộ trọng lượng cơ thể về hướng gót chân. Đúng rồi. Ổn định lực ở lòng bàn chân của chúng ta rất nhiều nha. Lực ở lòng bàn chân rất là nhiều. 1. Vai lên nữa. Vi. 2. Bụng ra xa đùi nhiều. Bụng ra xa đùi nhiều nha mọi người. Bụng ra xa đùi nhiều. 3. 4. Úp hai tay chống xuống thảm. 5. Thở ra. Bật nhảy hai chân về cuối thảm, về tấm ván. Từ tấm ván 4 điểm chạm sàn nhẹ nhàng, 8 điểm chạm sàn, từ từ thở ra. Nằm sấp trườn người lên, xoay vai chống tay, chó ngửa mặt thẳng tay, đẩy ngực lên cao tối đa. Chống bàn chân để nâng mông lên, chó mặt cúi đầu đẩy vai hướng ra phía sau, nhấn gót chân xuống nhiều. Từ đây mọi người lại tiếp tục đá chân trái lên cao, hít vào. Khi đá chân trái lên cao, nhấn gót chân phải xuống. Bước chân trái về trước, đặt bên cạnh ngón cái của tay. Rồi bắt đầu, chiến binh 1 nền tảng, hít sâu và hai tay cao lên trời. Bước chân phải về trước, gập gối chân phải về bụng, thở ra. Xoay đầu gối chân phải ra ngoài, ngửa tay phải nắm về gót chân phải. Rồi nâng chân phải của mình lên cao, đúng rồi. Duỗi mũi chân của mình, làm được vòng tay bắt chân của mình đi. 1. Duy trì giữ tiếp. 2. Duy trì giữ. 3. Duy trì giữ, cao hông lên. 4. Cao hông lên. 5. Và 6. Gập gối chân phải về bụng, trở ngược lại này. Vươn tay cao lên trời, hít vào. Bước chân phải về cuối thảm, gập nhẹ gối chân trái, lưng vai đổ về trước, tay đổ về trước, 45 độ giữ. Lùi chân phải về cuối thảm nhiều nha. 1. Cánh tay thẳng về tai qua đỉnh đầu. 2. Duy trì giữ. 3. 4. Úp tay chống xuống sàn. 5. Thở ra. Đá chân trái cao lên trần nhà, ấn bàn chân phải xuống thảm. Hít sâu vào. Bước chân trái về trước, trở ngược lại, đặt bên cạnh ngón út của bàn tay, ngón cái của bàn tay trái. Giang tay sang ngang, tay kết ấn chin mun ra luôn, hít vào. Chiến binh 3, đổ thân mình về trước song song về mặt thảm. Chân phải song song về mặt thảm, đá chân phải thẳng ra phía sau đi. Chân phải lên trên không, đúng rồi. Giữ thăng bằng. Và lên đinh thoa. 1. Nhớ xoay cái hông phải xuống. 2. Thẳng cái chân trái. 3. Dương tập không bấu ngón chân. 4. Duy trì giữ. 5. Chống tay xuống thảm. 6. Thở ra. Hít sâu vào. Gập thở, gập sát thân mình về chân trái. Đưa chân phải cao lên trần nhà, duỗi mũi chân. Siết chân, làm được tay trái cầm chân phá trái. Cầm về nắm cổ chân ở phía gót chân, đúng rồi. Đổ trọng lượng cơ thể về hướng bàn chân trên. Giữ thăng bằng, thẳng chân phải. 1. Thẳng chân phải. 2. 3. Và 4. Rồi chân trái hạ song song với chân phải. Hai chân cách nhau bằng một bàn chân, được chưa mọi người? Tiếp tục gập gối, view mông ra sau, đẩy mông ra sau, vươn tay cao lên trời, bụng ra xa đùi. Chuyển lực về gót chân của mình, bụng ra xa đùi, đúng rồi, giữ. 1. Đầu gối lên nữa, chị, đầu gối tách ra. 2. Mông đẩy ra sau là đẹp, đúng rồi. 3. 4. Chống tay xuống sàn. 5. Thở ra. Bật nhảy hai chân về cuối thảm, tấm ván đi mọi người. Từ tấm ván chỉ hạ đầu gối chân trái xuống thả. Xoay mũi chân ra sau một chút, xoay mũi chân ra sau mông một chút. Đưa bàn chân phải về mông. Tay phải cầm bàn chân phải trên mông, tay phải cầm bàn chân phải. Tay phải cầm bàn chân phải nhìn về phía trước. Siết chân phải lên cao. Siết chân lên cao, cầm vào má trong. 1. Tay phải đâu? Đây là tay trái. 2. Siết chân lên cao nhìn về phía trước, siết chân lên cao nhìn về phía trước.
3, lên cao nữa, chân trái phải lên cao nữa. 4 và 5, rồi tay phải xuống này, bước chân phải về trước đặt bên cạnh ngón cái của bàn tay phải. Lùi chân trái xuống cuối thảm, hạ thấp hông xuống này. Bắt đầu, trường tấn nhá. Vươn tay cao lên trời, làm được tay chắp qua đỉnh đầu, hít vào. Sau khi hít vào, thở ra, ngả lưng ra sau, nâng cằm nhìn lên, kéo giãn một chút và chúng ta giữ ở đây. 1, bụng lên, ngực lên, cằm lên. 2, ép cái phần hông sâu xuống nữa nhiều. 3, duy trì giữ tiếp. 4, rồi úp hai tay chống xuống sàn, 5, nhẹ nhàng, thở ra. Được chưa mọi người? Chúng ta chống mũi chân trái của mình lên, chống mũi chân trái, nâng đầu gối chân trái của mình lên. Bắt đầu tiếp tục, đá chân phải cao lên trần nhà mọi người. Đá chân phải cao lên trần nhà, nhìn xuống chân trái, hít vào. Bước chân phải về trước, đặt bên trong ngón cái của bàn tay phải, trở ngược lại. Được chưa mọi người? Rồi bây giờ từ từ mọi người luồn tay phải xuống dưới đầu gối chân phải. Nắm lấy cổ chân hoặc gót chân phải. Tay trái dạng rộng ra ngoài, chống ngón tay xuống thảm, ngang vai của mình dạng rộng ra ngoài. Tiến chân trái về hướng chân phải. Đúng rồi. Làm được này, gác đầu gối chân trái lên cánh tay phải. Đúng rồi. Giữ thăng bằng, nhìn xuống, thả lỏng đỉnh đầu xuống, nhìn ra sau. Làm được nữa, từ từ dang tay trái của mình sang ngang, tay ra khỏi thảm, tay kết ấn Chin Mun Ra. Tay trái ra khỏi thảm, tay kết ấn, đúng rồi, giữ thăng bằng. 1, tay lên, dương. 2, tay lên. 3, tay lên. 4, tay lên. 5 và 6. Rồi tay xuống, rồi bước chân trái xuống, chống hai tay xuống sàn. Bước chân phải xuống, về tư thế chó mặt cúi đầu. Mông lên cao, đầu thấp xuống, từ từ đẩy vai, thở ra hết giữ. 3, duy trì giữ tiếp. 4, thở đều. 5 và 6. Rồi tiếp tục mọi người này, từ từ này, chồm vai về trước, về tấm ván cho cô, hít vào. Từ tấm ván chúng ta quỳ đầu gối chân phải. Quỳ đầu gối chân phải. Nâng bàn chân trái về mông. Đúng rồi, vòng tay trái sau mông, bắt cổ chân bàn chân trái ở phía mắt cá trong. Siết chân trái lên cao, chống vững tay phải, hướng lòng bàn tay phải xuống sàn. Xòe ngón tay ra, bám chắc, đúng rồi. Càng xòe rộng tay ra thì vững vàng nhiều hơn nhé mọi người. Siết chân lên cao nữa, dương, đẩy ngược lên, siết bụng, cằm lên. Một chân càng lên cao bao nhiêu, bụng càng siết chặt lại. 2, duy trì giữ. 3 và 4. Rồi tay trái xuống, bước chân trái về trước, đặt bên cạnh ngón cái của tay. Lùi chân phải xuống cuối thảm, hạ thấp hông xuống này, bắt đầu vào thế nha. Vươn tay cao lên trời, rồi hít vào. Ngả lưng ra phía sau, thở ra. Tay chắp là sau đỉnh đầu. Bụng lên, ngực lên, cằm lên, mông xuống, hông xuống, giữ ở đây. 1, đùi trái xuống, cô đùi trái xuống, đùi trái xuống, hạ thấp đùi trái xuống, duỗi chân. 2, duỗi mũi chân trái lại phía sau. 3, cố gắng duy trì giữ. 4, 5, úp hai tay chống xuống sàn. 6, thở ra. Chống hai tay xuống thảm, chống mũi chân phải lên mọi người. Nâng đầu gối chân phải lên. Đá chân trái cao lên trần nhà một lần nữa. Đá chân trái cao lên trời, ấn chân phải xuống sàn. Bước chân trái trở ngược lại, đặt bên cạnh ngón cái của tay. Tiếp tục luồn tay trái xuống dưới đùi, hạ thấp vai xuống. Nắm lấy gót chân của mình hoặc cổ chân. Tay phải ra ngoài thảm, chống ngón tay. Dịch chuyển chân phải về hướng tay trái. Gác đầu gối chân phải lên cánh tay trái, duỗi mũi chân. Gác lên hẳn trên đi Đinh Thoa, gác hẳn lên trên cánh tay. Duỗi mũi chân phải, siết mũi chân của mình, đúng rồi, giữ thăng bằng để nâng tay phải ra khỏi sàn. 1 2 3 4 kết thúc. 5. Rồi hai tay xuống. Rồi kết thúc, đưa chân trái ra sau cùng chân phải tấm ván. Từ tấm ván về 4 điểm chạm sàn hoặc 8 điểm chạm sàn, nhẹ nhàng thở ra. Trườn người lên, chó ngửa mặt, mở vai, nâng ngực cằm lên. Chống bàn chân để nâng mông lên cao, chó mặt cúi đầu. Rồi chúng ta kết thúc ở đây, nhìn xuống hai chân, đẩy vai xuống và chúng ta giữ ở đây. 1, hít sâu. 2, nhấn gót chân đẩy vai xuống, thở ra. 3, hít sâu. 4, thở ra. 5, hít sâu. 6, đẩy gót chân ấn xuống, thở hết. Mọi người nhìn về hai bàn tay của mình, bật nhảy hai chân về hai tay, hít vào. Rồi tất cả đưa mông ngồi xuống thả, hai chân khoanh tròn lại, hai tay thả trên đùi. Chúng ta ngồi vững vàng, nhắm mắt lại cho em. Nhắm mắt lại nha mọi người, nhắm mắt lại. Ngửa lòng bàn tay hướng lên trên, nhắm mắt lại.
từ từ hít sâu, chậm chậm nhẹ nhàng thóp bụng lại, thở ra, hít thật sâu vào, chậm chậm từ từ thở ra, hít sâu căng tròn cơ bụng lên tối đa, thở ra thật chậm, thật êm, hóp sâu và hóp sâu bụng lại. Hít sâu, thở mạnh, hít sâu, thở mạnh, hít thở, 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 thở và thở. Lưng thẳng, ngón cái của bàn tay phải đóng cánh mũi phải. Cố gắng tập thở nhiều vào nhé mọi người. Hãy hít thật sâu bằng mũi trái, lưng thẳng. Ngón trỏ đóng lỗ mũi trái, mở mũi phải, chậm chậm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục phải hít, hít, hít. Đóng phải, mở trái, chậm chậm thở ra. Trái hít. Đóng trái, nhắm mắt lại, mở phải, từ từ thở ra. Phải hít sâu và hãy đưa hơi thở lên bán cầu não phải. Ngón cái đóng lỗ mũi phải, mở mũi trái, chậm chậm nhẹ nhàng thở ra. Trái lại hít, hít, hít sâu vào. Đóng lỗ mũi trái, mở mũi phải, chậm chậm thở ra. Mũi phải tiếp tục lại hít, hít sâu vào. Ngón cái đóng mũi phải, mở mũi trái, từ từ thở chậm nhé mọi người, thở ra. Vòng cuối trái hít. Đóng cả hai mũi, ngưng thở. Mở phải, từ từ thật chậm, thật êm, thở ra là thở hết. Thả tay phải xuống, lưng thẳng, vai thả lỏng. Vòng 3 của phép thở Kapa, phép thở hắt thở mạnh bắt đầu. Hít sâu, thở mạnh, hít sâu, thở mạnh, hít thở, 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 thở và thở. Chậm chậm hít sâu, cố gắng tập thở nhiều. Từ từ thở đến đâu cuộn rốn sâu vào bên trong, vai thả lỏng. Hai nhịp thở nữa, hít. Hít, bụng phình, ngực mở, ngực được nâng lên, ngực được nâng lên đi mọi người. Thở từ từ, bụng xẹp, vai mềm thả lỏng. Lần cuối, hít, hít và hít sâu vào. Từ từ nhẹ nhàng thở, thở, hóp sâu bụng lại. Giờ chúng ta thả lỏng trong giây lát. Năm, thả lỏng. 4, thả lỏng. 3, thả lỏng. 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng mọi người mở mắt cho em, vòng tay sau mông, hướng ngón tay về mông, chống hai bàn chân xuống sàn. Trông của chúng ta chống vuông góc song song với mông của mình. Xoay vai, đẩy ngực úp bàn tay xuống thảm, nhấc mông lên cao, kiễng cao gon chất gót chân của mình lên. Siết bụng lại, nâng ngực, nâng cằm nhìn lên giữa đây. Một, đẩy mông lên nữa. Hai, đẩy ngực nâng cằm lên. Ba, duy trì giữ. Bốn và năm, mông ngồi xuống thảm. Sáu, thở ra. Dang hai tay của mình sang ngang, nhìn về phía trước, hít vào. Siết bụng, ngả lưng ra sau, thẳng hai tay về trước. Thẳng hai chân lên cao. Vuốt mũi chân của mình, siết đùi thật chặt, gồng chắc bụng giữ ở đây. Một, duy trì giữ tiếp.
2, đẩy ngực lên cao, gồng chắc bụng ngực lên. 3, gồng chắc bụng ngực lên. 4, 5, 2 bàn chân hạ xuống thảm song song. 6, thở ra. Giang tay sang ngang trở về ban đầu, hít vào mọi người. Tiếp tục ngả lưng ra sau này, xoay mình sang phải. Hạ cánh tay phải xuống thảm sau mông của mình. Hạ cánh tay phải xuống thảm sau mông song song với mông cuối thảm. Dịch hai gót chân về gần mông. Nâng tay trái cao lên trời. Nhấc mông lên nhìn xuống bàn tay phải, cánh tay phải. Đúng rồi, sau đó kéo tay trái của mình qua đỉnh đầu. Kiễng hai gót chân của mình ra khỏi sàn. Đẩy mông lên cao và giữ. Một, mông lên nữa giữ mọi người. Hai, đẩy mông tiếp. Ba, bốn, giữ nguyên tay trái cầm về cổ tay phải. Đưa chân phải của chúng ta về giữa thảm. Nâng chân trái cao lên trần nhà. Nâng chân trái lên cao. Hạ khỉu tay, bu hạ khỉu tay. Đúng rồi, cô Hằng hay hạ khỉu tay. Chân trái lên cao, siết mũi chân. Một, giữ thăng bằng. Hai, mũi chân trái lên giữ thăng bằng. Ba, bốn, rồi chân trái xuống, mông ngồi xuống thảm, trở ngược lại. Năm, được chưa? Rồi giang tay sang ngang ngồi ổn định. Tiếp tục mọi người, hãy hít sâu vào. Xoay mình sang trái tương tự như thế. Tay trái hạ cánh tay xuống song song với mép thảm, song song với mông của mình. Dích hai gót chân gần mông. Nhấc mông lên, tay phải qua đầu. Đúng rồi. Tiếp tục kiện gót chân lên cao. Đẩy mông lên nữa, siết bụng giữ. Một, lên tiếp. Hai, lên nữa. Ba, lên nữa. Bốn, tay phải nắm về cổ tay trái. Năm, thở ra. Bắt đầu. Tiếp tục nâng chân phải lên cao. Bàn chân trái xuống, nâng chân phải lên cao. Nâng chân phải lên cao tiếp. Đúng rồi. Một, thăng bằng cao hơn nữa thì nâng chân trái lên tiếp, gót chân lên. Hai, gót chân trái lên. Ba, giữ thăng bằng tiếp. Bốn, rồi mông xuống. Năm, thở ra. Duỗi thẳng hai chân phía trước, trụng chân lại với nhau đi mọi người. Vươn hai cánh tay cao lên trời. Đan tay lại, hãy lộn ngược lòng bàn tay hướng lên trên. Nâng ngực, nâng cằm nhìn lên. Gập mình về trước, tay nào cầm về má trên chân đó. Lách nhẹ mông ra sau này. Hít dướn ngực lên. Thở bụng về hướng đùi trước. Ngực xuống, tách hai cánh tay ra ngoài. Gập sát xuống tối đa. Gập nữa, từ từ hướng trán của chúng ta về phía hai cẳng chân. Và mọi người giữ tiếp ở đây. Một, hít sâu. Hai, thở từ từ cúi xuống. Thả lòng vai đi chị Huyền. Thả lòng cổ, không gồng vai, không gồng cổ. Ba, không gồng vai, không gồng cổ. Bốn, năm, kết thúc. Sáu, rồi vươn hai cổ tay của mình cao lên trời cho em. Hãy hít sâu vào. Thẳng tay lên cao. Tiếp tục gập hai gối chân của mình. Đúng rồi, bàn chân lên. Tay trái cầm hai ngón chân cái của hai bàn chân. Tay phải thẳng ra phía sau. Nâng hai chân ra khỏi thảm. Thăng bằng trên mông của mình. Siết bụng lại, thăng bằng trên mông. Nhìn về tay phải. Một, siết bụng nhìn về tay phải. Hai, ngực lên cao nhiều. Ba, ngực lên nữa siết bụng. Bốn và năm. Rồi hai chân xuống, đổi tay này. Tay phải cầm hai ngón chân cái. Tiếp tục tay trái ra sau, hít vào. Nâng hai gót chân lên. Thóp bụng lại là thở ra hết. Đẩy ngực lên cao nhìn về tay trái. Lưng cao lên giữ. Một, thẳng tay trái. Hai, thẳng tay trái siết bụng. Ba, bốn, rồi kết thúc. Năm, hạ hai chân xuống cho cô nào. Tiếp tục vươn hai cánh tay cao lên trời mọi người, hít vào. Từ từ nhìn cô nhá. Hai tay chống xuống thảm này, nhấc mông lên. Bàn chân nó đây, bàn chân nhấc mông lên, ngồi xổm. Tách đầu gối ra ngoài, gác hai đầu gối lên hai cánh tay của mình. Chồm vai về trước mọi người, thăng bằng trên tay cho em nha. Chồm vai về trước, rút bốn lại về quạ. Đúng rồi. Từ quạ nếu có thể về chuối. Đúng rồi. Nếu chúng ta về đầu thảm quá thì chúng ta lùi xuống. Đúng rồi chị Thủy, vai lên đi, đẩy vai lên. Đúng rồi, đẩy vai lên. Đúng rồi, cứ vai lên. Vai lên giữ nguyên vai lên, đổ vai về trước nhưng vai lên. Đẩy vai về trước và vai lên giữ. Đúng rồi, vai lên. Một, rất tốt chị Thủy. Hai, đấy, siêu. Ba, bốn, năm và sáu. Xuống, từ từ thở ra. Siêu. Chị Thủy siêu lắm. Làm tiếp nha mọi người, chưa xong làm tiếp. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta tách mở rộng chân ra cho em nhé. Được chưa ạ? Chúng ta luồn hai tay của mình xuống dưới sau hai chân của mình này. Được chưa? Chúng ta tách chân ra ngoài. Hai tay của chúng ta không mở rộng, không, chúng ta không về con nhện đâu nhé. Chúng ta về con xếu cho cô này. Bắt đầu rút vai này này, ở đây này nhá. Từ từ, thẳng tay nhé. Chúng ta thẳng tay, chúng ta nâng mông như chúng ta thẳng tay cho cô đây. Đây,
Đây đây, ở đây nhá. Dễ, không khó đâu, không khó đâu. Dạng rộng chân ra, dạng rộng chân ra. Tay không rộng, đúng rồi, vai lên, vai lên, vai lên. Thẳng tay từ từ. Gác chân lên thẳng tay. Thẳng tay, duỗi mũi chân thẳng tay, gác chân lên cao thẳng tay. Thẳng tay. Lên nữa chị Hà lên nữa chị Hà ơi. Lên từ từ. 1 2 3 4 và 5 xuống, thả lỏng. Chúng ta ngồi trả vai cho em nhé, trả vai thả lỏng đi, không về đau vai. Chúng ta mỏi. 1 2 3 4 5 và 6. Tay này bắt đầu vung lên này. 1 xuống, thở ra. 2 thở. 3 thở. 4 thở và 5 thở. Rồi, chúng ta dang tay sang ngang, mở rộng chân bằng chiều rộng của thảm, hít vào. Xoay vặn mình sang phải, chống tay trái xuống, đưa tay phải ra ngoài thảm, hạ vai phải xuống, ép vai, nhả vai cho em đi. Rồi, hướng trán xuống thảm, nhắm mắt lại, nhả vai ở đây. Nhá, không làm gì hết. Rồi, hai tay thẳng, ép vai phải xuống đi Vi, hạ trán xuống. Từ từ nhả mông trái xuống thảm, chị Huyền ơi, thẳng tay phải, ép vai phải xuống nhả đi. Thả trán xuống nhả, nhắm mắt lại, thả lỏng. Mông trái xuống từ từ nha mọi người. Mông trái xuống nhẹ nhàng, cứ từ từ thả mông trái xuống chị Thủy. Đúng rồi, mông trái nhả xuống. 1 2 3 4 và 5. Rồi chúng ta chống tay trái, nâng vai phải lên. Mọi người đổi bên. Rồi dang tay của mình sang ngang hết vào. Rồi xoay trái tương tự đổi bên, chống tay trái xuống trước, sau đó chống tay phải này. Chống tay phải để chúng ta dịch chuyển tay trái ra ngoài thảm. Đúng rồi. Úp vai trái xuống, úp nách trái xuống. Hạ trán xuống. Đúng rồi. Chúng ta tập trung vào vai trái. Cứ từ từ nhả cái mông phải xuống từ từ nhé. Nhả ở trạng thái thả lỏng, nhả mông phải xuống ở trạng thái thả lỏng. 1 Thẳng tay trái sang ngang chị Nhung. Mông từ từ xuống, mông này từ từ xuống. Cứ từ từ nhả cái mông phải trái xuống. Đau à? 2 Đẩy sang, đẩy sai rồi. Đấy, thế chưa? Đúng chưa? Dễ chịu chưa? 3 4 5 Kết thúc 6. Rồi chúng ta đi lên cho em này, đi lên. Rồi vươn hai tay cao lên trời. Hít sâu và thẳng tay. Thẳng tay lên, tất cả lưng nằm xuống thảm, nâng hai chân lên cao 90 độ thẳng chân. Đúng rồi, hai tay với lấy hai bàn chân của mình đi. Với lấy hai chân của mình. Đúng rồi, hít vào. Kéo chân, kéo giãn nha. Nhả, nhả từ từ, nhắm mắt lại. Thở ra, đừng có gồng chân nhé mọi người. Ở trạng thái để nó được kéo giãn. 1 2 3 4 5 và 6. Dang tay sang ngang, bàn tay úp xuống thảm. Hai chân lên cao, hít sâu. Đưa hai chân sang phải. Xoay mặt của mình sang bên phía tay trái. Nhắm mắt, thả lỏng ở đây. Rồi nâng hai chân lên cao 90 độ thẳng chân. Đưa hai chân sang trái, xoay mặt sang phía bên phải. Rồi hướng cằm về vai phải của mình, thả lỏng và thư giãn ở đây. Rồi chúng ta kết thúc, hai chân lên cao 90 độ thẳng chân. Hai chân xuống cuối thảm đi mọi người. Tách mở rộng hai chân bằng chiều rộng của thảm. Gió gió. Hai tay xuôi cùng chân của chúng ta, ngửa lòng bàn tay hướng lên trên. Mọi người hãy nằm bất động và ở trạng thái thư giãn và thả lỏng hoàn toàn ở đây. Thả lỏng.